Tin bóng đá mới nhất, Cavani giúp Uruguay vào tứ kết Copa America 2019 với ngôi đầu bảng. Phung phí cơ hội, Nhật Bản lỡ cơ hội vào tứ kết. Mourinho sẽ mang Materazzi tới Newcastle. Van Gaal cho rằng Barca thất bại ở Champions League là lỗi của Messi. Fabio Capello nhận định có đờ lai Juventus sẽ có luôn Scudetto, chỉ cần đá hai hậu vệ, đó là những tin nổi bật hôm nay. Đến với Copa America 2019 bước vào trận đấu, Chile và Uruguay đều tỏ ra là kẻ tám lạng, người nửa cân. Trong khoảng thời gian đầu trận, hai đội chơi nhanh và tạo ra những pha ăn miếng trả miếng liên hồi. Mặc dù nhà đương kim vô địch Chile là đội nhỉnh hơn về số lần dứt điểm, tuy nhiên Uruguay mới là đội có cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Phút 28, Suárez thoát xuống lừa qua thủ thành đối phương, chỉ đáng tiếc là cầu thủ này lại quá ham dứt điểm, qua đó khiến cơ hội ngon ăn của Uruguay bị uổng phí. Kịch bản nửa đầu hiệp 2 không có nhiều thay đổi, hai đội tiếp tục chơi đôi công nhưng không một lần khoan thủng được mành lưới đối phương. Phút 82, thời điểm các cổ động viên đã nghĩ tới kết quả hòa thì ngôi sao thuộc biên chế Paris Saint-Germain, Edinson Cavani bất ngờ tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Chile, khai thông bế tắc trận đấu. Khoảng thời gian còn lại là không đủ để nhà đương kim vô địch tìm bàn gỡ hòa, thắng 1-0 chung cuộc. Uruguay 7 điểm trên 3 trận đã xoán ngôi đầu bảng C của Chile 6 điểm. Tại tứ kết, Cavani và đồng đội chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ Peru, còn Chile sẽ chạm trán Colombia. Ở trận đấu cùng giờ Nhật Bản đối đầu với Ecuador, trận đấu được đẩy cao tốc độ ngay từ những phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 9, Miyoshi tung cú sút xa sệt uy hiếp khung thành Ecuador. 3 phút sau, Ecuador đáp trả với cú nã đại bác của Valencia từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Lối chơi phản công sắc nét giúp Nhật Bản có bàn thắng ngay ở phút 15. Thủ môn Ecuador băng ra phá bóng trúng chân Nakajima, giúp cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Bị dẫn trước, Ecuador vùng lên tìm bàn gỡ. Họ khiến thủ môn Nhật Bản mắc sai lầm nhưng không tận dụng thành công, rồi bỏ lỡ ở một pha hãm thành cự ly gần. Nhưng ở phút 35, các cổ động viên Ecuador có dịp thở phào khi Mina đá bồi thành công sau tình huống đẩy bóng của thủ môn Nhật Bản từ cú sút uy lực của trung vệ Mina. Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến Nhật Bản bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn từ những pha phản công sắc nét. Nakajima bứt tốc ấn tượng nhưng lại lốt bóng hỏng, trong khi Miyoshi cứ bóng ra ngoài ở vị trí ngay trước vòng cấm. Sang hiệp 2, Ecuador chủ động ào lên tấn công. Nhật Bản kiên trì phòng ngự và sẵn sàng tung ra những đòn hồi mã thương khá sắc bén. Hai cầu thủ vào sân thay người bên phía đội bóng khách mời Đông Á là Daijun Maeda và Ayas Ueda đã chơi rất năng nổ. Phút 90, Maeda không thành công khi có cú sút bị thủ thành Dominguez cản phá bằng chân, bóng bật ra nhưng Ayas Ueda lại đá bồi thiếu chính xác. Chỉ 2 phút sau, Messi Nhật Bản Tết Fusa Kubo đã sút tung lưới Ecuador nhưng trọng tài chính người Venezuela nhờ công nghệ VAR đã xác nhận lỗi việt vị của tiền vệ mang áo số 21 của Nhật Bản. Ngay sau đó, Preciado đệm lòng chéo góc chệch khung thành khiến Ecuador tiếc nuối. Trận đấu tại sân Mineirao ở Belo Horizonte, Brazil khép lại với tỷ số hòa 1-1 đồng nghĩa với việc cả Nhật Bản và Ecuador ở bảng C đều bị loại và phải nhường vé vào tứ kết cho Paraguay, đội xếp thứ 3 bảng B. Đến với tin tức bóng đá khác, Mourinho sẽ mang Materazzi tới Newcastle. Sport Mediaset đưa tin, nếu huấn luyện viên Jose Mourinho tới Newcastle thay Rafa Benitez, ông sẽ đưa cậu học trò của Marco Materazzi theo làm trợ lý. Ngoài người đặc biệt,
chích chòe cũng đang nhắm tới hai chiến lược gia trẻ là Gennaro Gattuso tự do và Mikel Arteta hiện là trợ lý của huấn luyện viên Pep Guardiola ở Man City. Van Gaal nói, Barca không vô địch Champions League vì Messi. Cựu huấn luyện viên Barca Luis Van Gaal cho rằng Lionel Messi có lỗi trong việc Barca nhiều mùa trải qua không thể chinh phục châu Âu. Messi đã 4 lần cùng Barca vô địch Champions League nhưng đã 4 năm nay anh và Barca thất bại ở giải này. Messi là cầu thủ chơi cá nhân giỏi nhất thế giới, những con số của anh ta nói lên tất cả. Tôi rất hâm mộ Messi nhưng anh ta không phải cầu thủ chơi đồng đội. Với tư cách đội trưởng, Messi phải tự hỏi vì sao Barca không vô địch Champions League 4 năm qua. Anh ta nên tự hỏi vì sao mình không thể vô địch châu Âu nhiều mùa giải này, Van Gaal bình luận. Fabio Capello bình luận, có De Ligt, Juventus có luôn Scudetto, chỉ cần đá hai hậu vệ. Cựu huấn luyện viên Juventus Fabio Capello nói trên truyền thông Italy rằng nếu Juve mua được trung vệ 19 tuổi của Ajax De Ligt thì cuộc đua Scudetto coi như ăn bài từ khi chưa bắt đầu và Juve có thể đá với hai hậu vệ. De Ligt là trung vệ số 1 thế giới hiện nay. Có De Ligt, Juve vô địch Serie A từ trước giờ bóng lăn. Họ thậm chí chỉ cần đá với hai trung vệ và giải phóng luôn hai hậu vệ biên. Nếu Juve không có De Ligt thì Napoli và Inter Milan còn hy vọng tranh Scudetto. Còn Milan, Roma, Lazio nằm ngoài nhóm tranh vô địch vì chất lượng kỹ thuật dưới tầm và tài chính eo hẹp. Paris Saint-Germain đạt thỏa thuận với Milinkovic-Savic của Serbia loan tin tiền vệ 24 tuổi người Serbia của Lazio Milinkovic-Savic đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập Paris Saint-Germain và các cuộc đàm phán giữa Paris Saint-Germain với Lazio để hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu euro đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Giám đốc thể thao Leonardo của Paris Saint-Germain rất hâm mộ Milinkovic-Savic và từng muốn chiêu mộ anh về AC Milan khi ông còn làm việc cho đội bóng này. Juventus cũng từng được liên hệ với Milinkovic-Savic, người gia nhập Lazio từ Racing Gen với giá 18 triệu euro và đã ghi 31 bàn thắng sau 162 trận ra sân cho đội bóng này. Newcastle chia tay Rafa Benitez. Newcastle quyết định không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Rafa Benitez. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hết hạn hợp đồng với đội bóng Anh cuối tháng 6 này và Newcastle quyết định không gia hạn. Benitez trước đó từng dẫn dắt hai đội bóng khác ở Premier League là Liverpool và Chelsea. Benitez dẫn dắt Newcastle từ tháng 3 năm 2016, tiếp tục cầm quân khi đội bóng này phải xuống chơi ở Championship. Ông đưa Newcastle thăng hạng cuối mùa 2016-2017 để thay thế Benitez. Newcastle đang tính mời ông Avram Grant, người từng có thời gian làm huấn luyện viên Chelsea và hiện làm cố vấn kỹ thuật cho câu lạc bộ Norwich United của Super League tại Ấn Độ. Bayern Munich tranh siêu hậu vệ. Hùng Sám đã nhảy vào cuộc đua giành hậu vệ được đánh giá rất cao của Stuttgart là Ozan Kabak, người đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt câu lạc bộ như Tottenham Hotspur, West Ham, AC Milan hay Arsenal. Giá trị của anh rơi vào khoảng 15 triệu euro. Napoli giữ chân hai trụ cột. Câu lạc bộ Napoli đã đưa ra quyết định chính thức rằng bộ đôi Alan và Lorenzo Insigne sẽ không phải để bán mùa hè này. Trước đó, Gazzetta dello Sport đã đưa ra thông tin rằng huấn luyện viên Carlo Ancelotti đồng ý bán cả hai trụ cột này. Lucas Torreira đòi ra đi, tờ The Sun cho hay. Vì không hạnh phúc ở Arsenal nên tiền vệ Lucas Torreira đã yêu cầu đội bóng để anh trở lại Italia, khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn hai mùa. James Rodriguez không thể tự quyết tương lai. Tuyển thủ Colombia khẳng định tương lai của anh do Real Madrid định đoạt, đồng thời hé lộ chưa nói chuyện với huấn luyện viên Zidane về chuyện ở hay rời Bernabeu của mình. Hiện đang có rất nhiều đội bóng muốn có James. Nổi bật những ngày qua là tin đồn chuyển sang Napoli.
đến với bóng đá Việt Nam. Bán kết lượt về AFF Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC với Sirius Negros với tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục, nên dù đang mất nhiều trụ cột, Hà Nội FC vẫn quyết tâm rất cao trong việc khoan nát hàng thủ Sirius Negros, đội bóng có nhiều tuyển thủ Philippines, để tiến vào chung kết. Sau khi trung vệ trụ cột Đình Trọng bị đứt dây chằng chịt tại sân chơi AFF Cup 2019, tiền đạo chủ lực Oseni dính chấn thương đầu gối phải nghỉ 3 tháng đã khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cực kỳ âu lo, mất đi hai nhân tố tối quan trọng ở tuyến dưới và hàng công. Hà Nội đứng trước thử thách vô cùng lớn ở các sân chơi, và đặc biệt tại mặt trận châu lục, Hà Nội đặt quyết tâm cực cao sẽ tiến sâu, ghi dấu ấn tại sân chơi mà nhiều năm qua họ thường ngã ngựa ở vòng knockout. Cũng vì tham vọng bay cao ở đấu trường châu lục nên Hà Nội FC không tiếc tiền chiêu mộ chân sút Omar hay thủ môn Tiến Dũng nhằm gia tăng sức mạnh, củng cố lực lượng. Giới chuyên môn nhận định, sau nhiều năm làm vua ở V-League, đội hình Hà Nội đã vượt tầm ở sân chơi quốc nội nên hơn bao giờ hết họ phải vươn xa ở cấp châu lục. Năm nay, Hà Nội FC đã thể hiện quyết tâm cực cao tiến sâu ở AFF Cup mà bằng chứng là nhiều thời điểm họ sẵn sàng cất một số trụ ở V-League nhằm dồn sức cho sân chơi châu lục. Trận lượt đi trên sân Philippines, tỷ số hòa 1-1 được đánh giá là chấp nhận được với Hà Nội, mang lại ít nhiều lợi thế cho đội khách.